Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bởi bài tập trong lớp 4, bài 142. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo quá giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ làm bài tập liên quan đến tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó nhé. Trước hết là câu số 1, viết số hoặc là tỉ số kết hợp vào chỗ chấm. Giờ câu anh, người ta sẽ vẽ sơ đồ cho mình. Số lớn người ta vẽ 5 đầu bằng nhau, có nghĩa là số lớn sẽ chiếm 5 phần. Số bé vẽ 2 đầu bằng nhau, có nghĩa là số bé sẽ vẽ chiếm 2 phần. Và hiệu của số lớn trừ số bé chính là 12, đúng không? Rồi sau khi xem sơ đồ xong, mình sẽ điền vào chỗ 3 chấm. Như vậy thì hiệu của hai số bằng 12, đúng không? Đây, cái phần dư ra chính là hiệu của số lớn trừ số bé là 12 nha. Giờ số lớn sẽ được biểu thị là 5 phần bằng nhau, đúng không? Người ta vẽ 5 đầu có nghĩa là biểu thị là 5 phần bằng nhau. Số bé vẽ, người ta vẽ 2 đoạn chính là biểu thị 2 phần bằng nhau. Và tỉ số của số lớn và số bé chính là 5 chia 2. Hay là mình để là phần số 5 phần 2 cũng được nhé. 5 chia 2. 2. 5 phần 2 cũng được. Đúng rồi. Giờ hiệu số phần bằng nhau, có nghĩa là mình sẽ lấy 5 phần trừ 2 phần chính là 3 phần, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Giờ tiếp theo câu B, người ta vẽ sơ đồ cho mình sẽ xem sơ đồ. Số bé người ta vẽ 3 đoạn bằng nhau, có nghĩa là số bé sẽ chiếm 3 phần. Số lớn người ta vẽ 4 đoạn bằng nhau, có nghĩa là số bé lớn sẽ chiếm 4 phần. Đúng không? Và hiệu của số lớn trừ số bé chính là 8. Giờ sau khi xem sơ đồ xong, mình sẽ trả lời, mình sẽ điền vào chỗ 3 chấm. Hiệu của hai số chính là bằng 8, đúng không? Số bé được biểu thị là 3 đoạn bằng nhau, có nghĩa là 3 phần bằng nhau. Giờ số lớn người ta vẽ 4 đoạn bằng nhau, có nghĩa là biểu thị 4 phần như thế nha. Và tỉ số của số bé và số lớn, có nghĩa là mình lấy 3 chia 4, hay là mình có thể viết phân số là 3 phần 4 cũng được. Giờ tiếp theo hiệu số phần bằng nhau thì có nghĩa mình sẽ lấy 4 phần của số lớn trừ cho 3 phần của số bé, có nghĩa là còn 1 phần bằng nhau, đúng không? Hiệu số phần bằng nhau sẽ là 1 phần. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2, hiệu của hai số là 34, tỉ số của hai số là 5 phần 3, tìm hai số đó. Như vậy là tỉ số của hai số là 5 phần 3, có nghĩa là số lớn sẽ là chiếm 5 phần, mình vẽ 5 đoạn bằng nhau. Số bé chiếm 3 phần, mình vẽ 3 đoạn bằng nhau. Và hiệu có nghĩa là cái phần dư dê của số lớn này chính là 34. Giờ người ta vẽ sơ đồ sẵn thì mình sẽ giải thôi, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2. Giờ theo sơ đồ hiệu số bằng nhau là có sơ đồ mà sẽ tính được theo sơ đồ. Hiệu số bằng nhau là
Giờ như mình sẽ lấy 5 phần của số lớn trừ cho 3 phần của số bé thì mình sẽ được là 2 phần bằng nhau. Giờ sau đó mình sẽ tính số lớn. Các em có thể tính số bé trước không được nha. Giờ như gì mình muốn tìm số lớn thì mình sẽ lấy hiệu là 34. Chia cho hiệu số phần bằng nhau là 2. Nhân cho số phần của số lớn chính là 5 phần đúng không? Như vậy là 34 chia 2 thì sẽ là 17 đúng không? 17 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 85 đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính số bé luôn. Giờ như vậy mình sẽ lấy số lớn 85 trừ đi cái hiệu là 34 thì sẽ ra số bé thôi. 85 trừ 34 mình sẽ nhập luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng quỷ, 5 trừ 4 được 1, 8 trừ 3 được 5. Như vậy kết quả là 51 đúng không? Giờ đáp số thôi. Như vậy đáp số số lớn sẽ là 85. Còn số bé sẽ là 51. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 rồi. Giờ tiếp theo là câu số 3. Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2 km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó. Biết rằng chiều dài của đoạn AB bằng 3/4 chiều dài của đoạn CD. Giờ như vậy người ta nói là đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD, có nghĩa là hiệu của đoạn đường CD trừ cho AB chính là 2 km. Người ta nói là chiều dài của đoạn đường AB bằng 3/4 chiều dài của đoạn CD, có nghĩa là đoạn đường AB sẽ chiếm 3 phần mình quẻ 3 đoạn bằng nhau, còn đoạn đường CD chiếm 4 phần mình quẻ 4 đoạn bằng nhau. Giờ chấm hỏi km này, chấm hỏi km và cái phần dư gia này chính là hiệu đúng không? Chính là 2 km nhé. Như vậy mình sẽ vẽ sơ đồ giống vậy, giờ sẽ mình sẽ dạy bình thường hết. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nhé. Sau khi vẽ sơ đồ xong thì mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau đúng không? Giờ vẽ sơ đồ, mình sẽ nhìn sơ đồ mình làm đúng không? Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là 4 phần của đoạn CD trừ 3 phần của đoạn AB sẽ được 1 phần. Giờ sau đó mình sẽ tính độ dài của đoạn AB trước nha. Giờ như vậy mình sẽ lấy hiệu là 2, chia cho hiệu số phần bằng nhau là 1, nhân cho số phần của đoạn đường AP chính là 3 đúng không? Như vậy là 2 chia 1 bằng 2, 2 nhân 3 thì bằng 6, như vậy là 6 km nha. Giờ sau đó mình sẽ tính chiều dài của đoạn CD ha. Giờ như mình sẽ lấy đoạn AB cộng thêm 2 km nha. Như vậy kết quả sẽ là 8 km. Người ta mình thấy là đoạn CD dài hơn đoạn AB 2 km. Mình sẽ lấy chiều dài của đoạn AB cộng thêm 2 là gì. Giờ sau đó đáp số thôi. Như vậy đáp số đoạn
1 km. Đoạn đường CD chính là 8 km đường này. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 của em là có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thì giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì lại bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt em nhé.